Và trước màn ảnh bà con chị đây là cái tuyến đường đá xanh nè. Cái đường này ngang rộng là 4 mét nha bà con chị. Dân cư ở khu vực này mình thấy khá là đông. Ở đây cái mẫu nhà vườn. Cái đường này nè, ở đây chạy cỡ tầm 150 mét quẹo trái thì nó sẽ ra ở đường Suối Lội ra ngõ tư Bãi E, ra đường tỉnh lộ 2, ra chỗ trường Tây Sài Gòn. Ôm cua ta mạc thì đi xuống ngõ tư Bù Đá, chợ Sáng, Tân Phú Trung ha, tiệm vàng Mỹ Dân. Cái đường này là xe 5 chỗ, 7 chỗ, xe đổ đất thì như là 12 khối luôn, di chuyển là thoải mái ha. Đây. Thì hôm nay á là mình chuẩn bị giới thiệu bà con anh chị cái lô đất. Cái lô này á, là ngang 5, dài 46, 230 mét, pháp lý sổ hồng riêng nha bà con anh chị. Lô này chức năng là khu dân cư nha, chánh hướng đông, nhà sớm nè. Và cái hướng ngược lại đây thì bà con anh chị mình chạy hướng này nè, từ đây chạy thẳng cái tuyến đường này nè, cỡ tầm 100 mét thì nó sẽ ra ở đường Suối Lội ha. Đây, ngay đường nhựa đó là đường Suối Lội nha bà con anh chị. Ra đó thì bà con anh chị mình quẹo cái cua bên tay trái ra ngõ tư Quán Đôi nè, quẹo mặt cũng vô ở đường tỉnh lộ 2 ha. Ở đây á là mình làm là chỉ rõ đường đi nha, công khai giá bán, không có giấu giếm bà con anh chị gì đây nha bà con anh chị. Thì cái lô đất này hôm nay mình mới nhận ha, chủ ở thành phố ký gửi bán nha anh chị. Lô này chủ bán á là 1.870.000.000, đã còn thương lượng ha. Anh chị có nhu cầu quan tâm về lô đất này thì xem hết cái video này. Mình chân thành cảm ơn bà con anh chị rất nhiều. Cái đường này nè, anh chị nhìn nè, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, điện thì một pha, ba pha thì đầy đủ hết à. Khu vực này thì bao bà con anh chị nha, mồ mả thì không có nè. Đường này đường thông nha bà con anh chị. Đây. Đường này là xe 5 chỗ, 7 chỗ luôn, xe đủ đất, di chuyển là thoải mái. Ở bên đây có một cái lô đất này trống, trồng ủ hoa nè, tàn chuẩn bị nhổ trà ha. Ở đây là mình làm là mình chỉ cụ thể quay là chính xác thông tin ha, cụ thể nhà hàng xóm nè. Rồi mình xin nhắc lại, đây là tuyến đường Suối Lội nha anh chị. Mình rum cái tuyến đường này lại để cho anh chị mình khảo sát tuyến đường này. Đây, Suối Lội. Thì mình giới thiệu bà con anh chị cái lô đất ngay mỹ này nè, qua đây 5 mét, hậu 46, diện tích 230 mét, pháp lý sổ hồng riêng, đất ranh rắp rõ ràng, chánh hướng đông ha. Lô này mình có đặt la bàn rồi, mới dám nói bà con anh chị ha. Trong đất hiện trạng là có mấy cây chuối nha anh chị mình, chuối nè. Này. Chuối và có cây mít ha. Mít. Đây. Cây mít nè. Bên đây kia là nhà hàng xóm. Khu vực bao nha. Mồ mả không có nha anh chị. Ở đây nhà hàng xóm nữa nè. Đây, nhà hàng xóm. Rồi, cái lô đất này tọa lạc thuộc ấp Bầu Xiêm, xã Tân Thông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đất tranh rắp rõ ràng, đất sạch nha, chánh hướng đông. Xin nhắc lại giá bán 1.870.000.000, đã còn thương lượng. Anh chị có nhu cầu quan tâm thì liên hệ số điện thoại mình ha.
nhà hàng xóm. Đây nhà hàng xóm nè, đang lập nhà vườn trồng dừa nha bà con anh chị. Thì mình mới lập cái kênh nhà đất chợ Củ Chi nha bà con anh chị, mình xem nhớ ủng hộ mình cái nhấn cái chuông và đăng ký kênh để cập nhật theo dõi những clip mới ha, hoặc là anh chị mình chia sẻ video bạn bè người thân để cùng tham khảo về bất động sản Củ Chi giá rẻ nha. Mình chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều ha. Ở đây nè, nhà hàng xóm nè, đây ở sau này tiếp giáp là trồng rau sạch an toàn ha, khu vực nè bao anh chị nha, mã màu không có. Rồi mình xin nhắc là lô đất nha anh chị, góc này qua đây 5m, đầu đít bằng nhau, hậu một cạnh đó là 46 và một cạnh là 45m9 mấy á. Tổng cái diện tích cái lô này á 230m ha. Pháp lý sổ hồng riêng. Đất sạch, có sổ sẵn nha. Công chứng trong ngày nha anh chị mình. Bên kia đường là cái mẫu nhà vườn ta cũng đang trồng dừa nha bà con anh chị. Đây. Hướng đông ha. Lô này là đường thông hai hướng, một hướng sẽ thông ra ở đường Số Lội, một hướng sẽ cũng thông ra đường tỉnh lộ 2 ha. Ngay cái lô đất nè, anh chị mình chạy ra ngõ ngõ tư Quán Đôi nè. Về ở núi Mía Quần Cao, ủy ban cách có 2 cây. Ngay cái lô đất anh chị mình về tới cầu vượt Củ Chi 7 cây. Cách cổng chào Tây Ninh 18 cây. Cách cầu vượt An Sương tầm 15 cây nha bà con anh chị. Ở đường tỉnh lộ 15 giao nhau ngõ tư Tân Quy đến lô đất này mắc đâu đó là 9 cây nha bà con anh chị. Đất sạch ha, đất so là bằng mặt tiền đường đất. Và trước màn ảnh bà con anh chị đây là cây mít ha. Trong đất hiện trạng là có những cây cây tạp nè và mấy bụi chuối nha anh chị. Đây nhà hàng xóm nè, đất ranh rắp rõ ràng ha. Mình sẽ quay lại cái lô đất để anh chị khảo sát lại ha. Rồi mình xin nhắc lại lô đất này tọa lạc thuộc là ấp Bù Sim, xã Tân Thông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích 230m, pháp lý sổ hồng riêng. Giá bán là 1.870 tỷ nha anh chị, sẽ còn thương lượng ha. Anh chị nào mà để biết thêm chi tiết lô đất này thì cứ liên hệ hoặc là kết Zalo ha. Bên kia đường á là đám đất trống đang trồng ổ qua nha anh chị, nhà hàng xóm ha. Đất là hướng đông bắc nha anh chị. Thì mình mới lập cái kênh nhà đất chợ Củ Chi, anh chị mình xem nhớ ủng hộ mình ha, nhấn chuông và đăng ký kênh để cập nhật theo dõi những clip mới nha anh chị. Đến đây tạm dừng video này. Xin chào và hẹn gặp lại bà con anh chị đã quan tâm theo dõi clip tiếp theo.